Nếu anh em đang có tầm giá dưới 1 triệu mà muốn tìm một chiếc wifi nhỏ gọn, chất lượng quốc tế, dung lượng pin trung bình thì tất cả sẽ có trong video này. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Wifi Shop. Đây là Netgear 791L, một sản phẩm wifi di động nhỏ gọn, tầm giá Lightning chỉ dưới 1 triệu nhưng chất lượng lại là chất lượng quốc tế. Bây giờ là review chi tiết em nó. Ok, và phần tổng quan chi tiết thì sản phẩm Netgear 791L được trang bị một màu đen như thế này, đen huyền nha anh em. Với mặt trên đầu tiên chúng ta sẽ thấy là logo Verizon Z-Buds nè, 4G LTE, cùng theo đó là 3 nút cảm ứng để anh em có thể thao tác trên sản phẩm. Kèm theo đó là một cái màn hình LCD hiển thị. Màn hình này tầm 2.4 inch để anh em hiển thị thông tin tên nhà mạng nè, đầy đủ các thông tin có thể thao tác trực tiếp trên đây ha. Một cái đèn LED để hiển thị. Về phần cạnh viền thì được trang bị một lớp nhựa. Cái lớp nhựa này nó khác với lại lớp nhựa bên ngoài. Mặt trước mặt sau á, thì đó là phần nhựa non đó, anh em sờ vào cảm giác rất là thích. Còn phần ở trên, ở phần cạnh viền á, thì là phần nhựa cứng, khá là trơn trượt so với lại cái phần nhựa non nha anh em đó. Mặt dưới thì chúng ta sẽ thấy được cổng sạc micro, vẫn là cổng sạc micro thế hệ cũ nha. Rồi cạnh bên là có hai nút gạt đây. Hai nút gạt này thì giúp cho anh em có thể thao tác cắm thêm anten để thu sóng cho nó hiệu quả hơn. Mặt trên thì có nút nguồn nè. Cái nút nguồn này hình chữ nhật nha anh em. Bấm vào, cảm giác bấm vào thì nó khá là chắc chắn. Bấm một lần là thiết bị sẽ lên nguồn luôn, như thế này ha. Khá là ok. Rồi mặt lưng thì có chữ Netgear. Này, Netgear với bốn cái núm này thì có thể tạo cái khoảng cách khi mà đặt sản phẩm để dưới bàn nha anh em. Rồi ở bốn góc sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy là có hai cạnh trên này thì có khuyết hai phần này để cho anh em có thể lẫy ra đó, mở nắp ra dễ dàng ha. Đó, như mình này lấy ra thì chúng ta sẽ thấy được viên pin bự ha. Lúc mà anh em lắp vào thì nó sẽ to hơn so với lại diện tích máy khi bình thường sử dụng. Ở dưới sẽ thấy là có để chữ là USB 2.0 nha. Đó, sản phẩm này là không có nút reset vật lý đó, cho nên anh em cần reset factory reset á thì vào phần cài đặt nè, cài đặt trên thiết bị ha. Ở cái phần mà factory reset nè, anh em bấm vào là có thể reset lại mặc định ban đầu đó. Về phần sản phẩm thì không có nút reset cứng ha. Đây mình lấy viên pin ra. Viên pin này là hãng có để là 4340 mAh đó, với kép chính nha anh em. Đằng sau lưng thì sản phẩm sẽ được trang bị đó là khung SIM micro đó, kèm theo đó là thông tin nè, email sản phẩm đó. Đến với phần hiệu năng thì Netgear 791L cấu hình khá tốt trong tầm giá dưới 1 triệu nha anh em. Cụ thể là Netgear 791L được trang bị cấu hình khá là tốt nha anh em, đó là chip Qualcomm MDM9230, cắt 6 nên tốc độ đạt được có thể download lên đến 300 Mbps và upload 100 Mbps. Màn hình LCD 1.77 inch, chủng Wi-Fi 802.11ac với trang bị chip flex đó là 2x2 MIMO, băng tần kép 2.4GHz và 5GHz, có hỗ trợ Wi-Fi Protect Setup hay còn gọi là WPS, sử dụng khung SIM đó là micro, dung lượng pin đó là 4300 mAh. Nếu anh em sử dụng liên tục thì đâu đó rơi vào khoảng 7 đến 8 tiếng sử dụng nha anh em. Và theo mình cảm nhận đó là thiết kế của các sản phẩm Netgear vẫn khá là ok nha anh em, vẫn phát lên cái vẻ hiện đại và rất là tinh tế. Và sau đây là mình sẽ thực hiện test thực tế tốc độ của sản phẩm Netgear 791L nha anh em. Rồi, anh em chỉ cần ấn một lần ở cái nút nguồn ở trên đây thì sản phẩm nó sẽ lên nguồn đó. Và đây, sản phẩm nó lên nguồn rồi ha. Mình sẽ thực hiện kết nối connect vào thiết bị. Đây. Tên thiết bị là Verizon 791L. Đó, mình có setup sẵn rồi ha. Đây, kết nối rào vào tên wifi nha. Theo pass là như trên sản phẩm. Rồi, kết nối vào nè. Sau khi anh em thực hiện kết nối thì sẽ hiện ra thông báo là có thiết bị đang connect rồi. Rồi.
mình đang thực hiện kết nối vào Verizon, mình đang thực hiện kết nối vào Netgear 7.1L với băng tần 5GHz nha anh em. Sau đây mình sẽ thực hiện test cùng với app tốc độ trước, đây là CP test. Mình sẽ chọn server là VNPT ha, tại vì mình đang thực hiện test cùng với lại sim Vinaphone bit 50i với 5GB tốc độ cao mỗi ngày, miễn phí data đối với lại app YouTube TikTok nha anh em. Ở lần đo đầu tiên thì cho ra kết quả đó là 25.7 megabit, upload là 41 megabit nha anh em. Ok, và mình sẽ thực hiện test lại ha. Lần này mình sẽ chỉnh lại là VNPT net nè để đỡ tốc độ lại ha. Lần thứ hai để xem tốc độ có thay đổi hay không. Đó, anh em có thể thấy lúc mà thiết bị hoạt động thì cái đèn trên của thiết bị nó sẽ hiện màu xanh nè, nó là sẽ chớp tắt đèn màu xanh nha anh em, báo hiệu là đang hoạt động bình thường đó. Ở lần đo đạt thứ hai thì cho ra kết quả download đó là 32 megabit, upload là 40.8 megabit. Tốc độ upload khá là cao nha anh em. Đó, rồi mình sẽ thực hiện step up tiếp theo đó là YouTube. Mình mở kênh của mình ha, Wi-Fi Shop. Đây, bấm vô cái app đầu tiên này. Clip đầu tiên này. Khá là ok nha anh em. Kéo là xem được. Chất lượng nó nhận tự động là 720, mình sẽ chỉnh lên 1080 đi. Rồi, mình sẽ kéo nè. Kéo nè. Kéo nè. Ok. Đây là kết quả khi mình thực hiện speed test sản phẩm Netgear 7.1L của chúng ta cùng với cổng sạc micro mình cắm trực tiếp trên máy tính nha anh em. Đó, mình cho ra kết quả đầu tiên đó là 34.77 megabit, download upload là 35.6 megabit. Ở lần thứ hai mình đo đạt kết quả download là 31.7 megabit, upload là 38.72 megabit nha anh em. Mình thấy tốc độ upload khá là ổn. Vừa rồi mình có trực tiếp trải nghiệm sản phẩm speed test cũng như là sử dụng app YouTube thì mình cảm thấy sản phẩm Netgear 7.1L ở thời điểm hiện tại vẫn tốc độ khá là ok nha anh em, vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của mình, đó là các mạng xã hội này cũng như là sử dụng các app để liên lạc với khách hàng. Cảm thấy là trải nghiệm thực tế cũng khá là ổn nha anh em. Với mức giá hiện tại chính xác là 950 cho tùy chọn line new, nhưng mà sản phẩm hiện tại trên tay mình đây, đây là chính là line new ha anh em. Vẫn mình cảm thấy là vẫn còn rất là mới ha. Tình trạng thì ở mặt trên màn LCD của nó thì có vài vết xước nha. Đó. Còn tất cả các cổng kết nối thì vẫn rất là ok. Tình trạng hoạt động vẫn tốt nha anh em. Sản phẩm Netgear 7.1L sẽ phù hợp cho anh em sử dụng văn phòng nè, hoặc là anh em sử dụng chai xe ô tô, học sinh sinh viên với mức giá cực kỳ tốt cho tùy chọn line new nha ha. Nếu như anh em không ngại sử dụng sản phẩm line new thì Netgear 7.1L vẫn là sản phẩm đang rất tốt trong tầm giá hiện tại nha anh em. Nếu mà cao hơn một tí thì mình có hàng new như Netgear 785S nè, hoặc là Netgear 797S tùy chọn phân khúc trên sẽ là giá là 1.750.000 cũng là tùy chọn line new. Đó. Còn theo mình thì cảm nhận thì sản phẩm Netgear 791L vẫn khá là tốt cho tầm giá dưới 1.000.000, thời điểm hiện tại quá là tốt nha anh em. Ở tại thời điểm hiện tại năm 2024 thì Netgear 791L line new với mức giá quá rẻ, chỉ dưới 1.000.000 là 950, thì sản phẩm Netgear 791L mình thấy là khá là đáng cho anh em sở hữu nha. Theo cá nhân mình ở thời điểm hiện tại thì cái chuẩn sạc USB này có lẽ là cũ rồi, sau đó so với hiện tại thì các sản phẩm đang dần chuyển qua Type-C nha anh em. Với lại là sản phẩm là line new cho nên là sẽ có vài vết xước nhẹ nha anh em. Cảm ơn các bạn đã đến xem hết clip. Nếu như mà anh em có phần thắc mắc nào hoặc là cảm nghĩ như thế nào, muốn mình làm sản phẩm nào tiếp theo, hãy comment cho mình biết anh em nhé. Cảm ơn các bạn đã đến xem hết clip.